Thưa quý vị, theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 sẽ có một lượng lớn du khách, đặc biệt là khách nội địa, chọn Phan Thiết, Bình Thuận làm nơi nghỉ dưỡng vui chơi. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, đến thời điểm này, các khu du lịch tại khu vực Hàm Tiến, Mũi Né đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị, sẵn sàng đón khách. Du lịch nghỉ dưỡng dịp Tết đã trở thành thói quen của nhiều người trong vài năm gần đây. Theo các đơn vị kinh doanh du lịch, công suất phòng dịp Tết Kỷ Hợi ước đạt khoảng 80-90%, thậm chí nhiều nơi đạt mức tối đa 100%. Đặc biệt trong các ngày từ mùng 2 đến mùng 6, đối tượng chính là khách nội địa và lượng khách Việt ở nước ngoài về dịp Tết. Thêm nữa, thời gian nghỉ Tết cổ truyền của người Việt trùng vào kỳ nghỉ đông của du khách đến từ các nước châu Âu, nên một lượng phòng thông qua các công ty lữ hành đã được đặt kín từ trước. Để đáp ứng nhu cầu của du khách trong suốt thời gian lưu trú, mọi công tác chuẩn bị đã được các đơn vị du lịch sớm hoàn tất. Lúc nào cái chất lượng phải đặt lên hàng đầu, phải 24/24 chứ không thể nào mình lơ là được. Riêng cái ngày Tết này thì cái vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm là mình phải để ý cao nhất cho khách, đặc biệt là đối với khách nước ngoài. Người ta đang ở không khí lạnh ôn đới mà qua không khí nóng này thì những cái thực phẩm nếu mà không đủ chất lượng thì nó dễ bị ôi thiêu. Rồi về những cái liên quan đến an toàn an ninh cho khách mình cũng phải đặt cao hơn mỗi năm. Theo thống kê sơ bộ của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, toàn tỉnh ước đón trên 100.000 lượt khách vào dịp Tết Nguyên đán năm nay, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 34%, chủ yếu từ Ba Lan, Phần Lan, Đức, Đan Mạch, Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng các loại hình dịch vụ, đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh thực phẩm và niêm yết giá cả, nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, ẩm thực hấp dẫn, đặc sắc sẽ được tổ chức xuyên suốt kỳ nghỉ Tết tại nhiều khu du lịch trên địa bàn nhằm mang lại cho du khách những trải nghiệm mới mẻ khi lưu trú tại Bình Thuận vào dịp này. Tôi tập trung rất nhiều với những cái dịch vụ, ví dụ như lễ hội bánh chưng, rồi những cái chương trình văn nghệ, lễ hội đầu năm, trống đầu xuân, rồi lì xì. Chúng tôi phục hồi lại một cái không gian Tết ở Việt Nam để cho mọi bà con đều có thể đến thưởng thức. Bên cạnh lượng khách nội địa, trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, Bình Thuận sẽ đón khoảng 36.400 lượt khách quốc tế, tăng gần 27% so với năm 2018, chủ yếu đến từ các thị trường truyền thống và ghi nhận có sự tăng mạnh từ hai thị trường tiềm năng là Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây có thể coi là tín hiệu vui cho ngành du lịch địa phương ngay từ đầu năm, tạo tiền đề cho du lịch Bình Thuận đạt mức đón 6 triệu lượt khách trong năm 2019.